Rồi, hello mấy fan nha. Thì clip này mình chỉ cho mấy fan biết được cái cảm biến áp suất nhớt nha. Thì cảm biến áp suất nhớt nó nằm ở phía sau máy nha. Đó. Ở phía trên, phía bên cạnh của máy phát nè, cái chân máy phát ở đây nè. Thì cái này là thằng cảm biến áp suất nhớt nha. Nếu mà cái đồng hồ táp lô nó hiện cái đèn báo nhớt đó, thì cũng có thể là cái rắc này nó bị lỏng hay là bị không ăn điện gì đó, mình cũng nên kiểm tra cái này ha. Còn thằng này thằng gì không biết nha, có fan nào biết thì giúp đỡ nha.